Xin chào các bạn. Hanna đố các bạn là trên tay của Hanna đang cầm cái gì đây? Đây là rong biển. Rong biển đây các bạn. Rong biển hay là seaweed, sea kelp hay là sea vegetable đều là những cái tên gọi cho một loại, đó là cái này đây, rong biển. Seaweed là một cái loài thực vật, nó chứa rất là nhiều dinh dưỡng, nó chứa nhiều dinh dưỡng nhất so với tất cả những cái loài thực vật khác có ở trên cái hành tinh này. Khi mà chọn mua seaweed thì các bạn nên chọn mua của những cái hãng có uy tín, được nuôi trồng ở những nơi mà có nguồn nước biển sạch. Tránh mua những cái loại seaweed mà được trồng hay là được nuôi ở những nơi mà có nguồn nước bị ô nhiễm hoặc là có rất là nhiều chất phóng xạ ở trong nguồn nước. Rong biển đó hay là seaweed á, nó chứa rất là nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin C và vitamin nhóm B rất là nhiều. Nếu như các bạn nào mà sợ mình ăn thuần thực vật không có đủ vitamin B hoặc là vitamin B12 đó thì các bạn ăn rong biển thường xuyên hơn nha các bạn. Rong biển gần như là nguồn vitamin B12 không động vật duy nhất. Và rong biển đó, nó rất là giàu khoáng chất. Không có một cái loài rau nào mà có nhiều khoáng chất y như là rong biển đó các bạn. Và cái khoáng chất mà mình cần nhất và mình thấy ở trong rong biển nhiều nhất đó là chất iốt. Cái chất iốt này có ở trong rong biển rất là nhiều. Các bạn không có thể nào có được cái chất iốt từ những cái loài rau hay là các loài thực vật khác ngoài trừ rong biển. Ngoài cái chất iốt ra thì rong biển còn chứa rất là nhiều chất khoáng như là canxi nè. Canxi có ở trong rong biển nó cao gấp nhiều lần so với canxi ở trong sữa bò. Và ở trong rong biển đó thì cái chất sắt đó nó nhiều gấp 10 lần so với rau chanh vịt. Ngoài ra nó còn chứa rất là nhiều chất như là zinc, rồi magie, kali và rất là nhiều những cái chất khoáng khác nữa. Rong biển nó là một cái nguồn điện giải, do đó nó giúp làm sạch máu và nó giúp cân bằng độ pH ở trong cơ thể. Ngoài ra rong biển còn có đặc tính chống viêm, kháng khuẩn, kháng nấm và chống ung thư. Khi mà chúng ta ăn rong biển đó thì nó có công dụng là kết hợp với những cái kim loại nặng trong cơ thể, đặc biệt là chất thủy ngân và chất chì đó ở trong cơ thể đó, để mà chúng đẩy ra bên ngoài. Thậm chí nếu ở trong rong biển có một ít kim loại nặng đó thì nó cũng sẽ đẩy những cái kim loại nặng này ra bên ngoài. Không có một loại thực phẩm nào giúp bảo vệ, chống lại sự ô nhiễm môi trường và chống lại những cái tia phóng xạ tốt cho bằng rong biển. Khi mà Mỹ thả hai trái bom nguyên tử vào Nhật ngay cái đảo Hiroshima đó, có rất là nhiều người vẫn còn sống sót và thậm chí 50 năm sau đó họ vẫn còn sống. Và cái bí quyết của họ là gì? Đó là họ có một cái lối sống rất là lành mạnh và họ ăn rất là nhiều rong biển. Bởi vì rong biển nó có thể giúp họ đẩy hết những cái chất phóng xạ ra khỏi cơ thể của họ. Đó là một trong những cái lý do giúp họ có thể sống sót và tồn tại được. Mặc dù họ đã bị nhiễm những cái phóng xạ rất là nặng, nhưng mà chính nhờ cái seaweed, họ ăn seaweed rất là nhiều ở trong cái thực đơn của họ, do đó mà họ có thể sống sót được. Do đó mà rong biển nó cũng là tốt cho những bệnh nhân bị ung thư mà đã trải qua một cái quá trình xạ trị. Hay là các bạn khi sau khi mà các bạn đi chụp X-ray thì các bạn cũng nên ăn rong biển để mà nó giúp đẩy những cái tia phóng xạ đó ra khỏi cơ thể nha các bạn. Các bạn có thể dùng seaweed để nấu súp nè, nấu canh, rồi có thể làm gỏi seaweed nè, rồi có thể bỏ vào sinh tố của các bạn để uống mỗi ngày. Hôm nay Hanna xin giới thiệu với các bạn một cái món súp rong biển mà gia đình Hanna rất là thích, từ lớn cho tới bé ai cũng rất là thích, đó là món miso súp. Và cái món miso súp hôm nay sẽ do con gái của Hanna, đó là bé Hailey, tự tay nấu nhân một cái ngày rất là đặc biệt của em trai của em. Đó là hôm nay là cái ngày birthday 2 tuổi của em trai của Hailey. Do đó là Hailey xin mẹ tự tay nấu cái món miso súp này để tặng cho em của mình. Con trai của Hanna đó, nó rất là thích cái món này. Hầu như là nhà Hanna đó một tuần thì ăn cái món này khoảng ít nhất là một lần hoặc là hai lần, cái món miso súp này. Cái món miso súp này nó ra làm sao? Các bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên bởi vì nó rất là đơn giản. Hanna nghĩ là nếu như mà Hailey có thể nấu được thì các bạn ai cũng có thể nấu được cái món này. Đây là hai cái loại rong biển mà nhà Hanna thường hay dùng. Một loại là cái sợi nó dài và nó lớn, và một loại thì nó nhỏ.
để mà dùng nấu súp. Sau khi mà ngâm một vài tiếng đồng hồ thì nó sẽ nở ra như thế này đây. Đây là hai cái hiệu rong biển mà nhà Hana thường hay dùng. Một loại là của Hàn Quốc và một loại là của Nhật. Các bạn có thể dùng bất cứ cái hiệu nào mà các bạn thích, nhưng mà nhớ mua những cái hãng mà có uy tín, được nuôi trồng ở những nơi mà có nguồn nước sạch. Cái loại seaweed nhỏ như thế này thì Hana hay dùng để nấu súp. Và cái loại lớn đó thì Hana dùng để làm salad. Để làm cái món miso soup thì con phải cần cái gì? Miso soup mà không có rong biển không ngon nha. Đây là miếng rong biển mẹ mua ở chợ Hàn Quốc nè. Khi mà mình ngâm ra thì nó sẽ như thế này đây. Một nắm rong biển. Rồi mình có cái gì nữa? Mình cần rong biển này, đậu hũ này, với lại mushroom. Mushroom là gì? Mushroom là nấm. Nấm đông cô. Rồi đây là cái hiệu miso soup mẹ xài. Mình sẽ dùng cái nước này nha. Cái nước này là cái nước hầm rau củ mẹ hầm sẵn. Sẽ bỏ đậu hũ với mushroom vô nồi. Bây giờ miso soup đã xong rồi.